Này, ra đây anh xem nào. Nào, ok. Trời ơi, đây là chó cọc. Tao em, con gái. Hai cô gái. Chó cái thì thường là nó tình cảm, nó quấn người hơn, nó muốn gần chủ hơn là con đực một chút. Đực nó cũng quấn chủ thôi, nhưng mà con cái thì có kiểu như là nó như là con gái ấy. Kiểu như là nó tình cảm hơn tí. Thanh niên kia đâu, ra đây xem nào. Thằng mõm đen này lông dài hơn một tí này. Nào, chào thanh niên nhá. Chào em gái nhá. Lưỡi em đốm một tí à? Lưỡi em có đốm một tí à? Ok. Trời, ok. Ngoan quá. Ăn xong rồi nghịch nước. Yên để anh gãi cỏ cho tí nào. Nào. Nào, không gặm đâu. Đây này, cho con là nó hay có cái bài gặm này. Gặm quát không rõ ràng, liếm thì khen. Con này cũng đốm một tí ở lưỡi. Đúng tay thế là khó giữ nhỉ. Khó giữ quá. Chào em. Đó, gãi gãi thế thì chúng nó thích. Gãi gãi. Gãi gãi mân mê ra đấy. Em nhỉ. Em thích gãi lắm, gãi kiểu này em thích nhất. Chơi với các em là không được ép em chơi. Thằng đực cũng đốm. Gãi em chơi chứ không được ép. Ép em chơi em không thích đấy. Em ra em gãi vào tay rồi đấy. Đấy, em gãi cổ vào tay rồi đấy. Thôi. Nè, ta đánh gãi cổ chưa? Không lại học nó lại liếm, lại học nó lại gặm. Chỉnh gái phải ngoan nhá. Chích kia đây nè. Chích đây, chích đây, chích đây. Không, chỗ kia mẹ lại dẫm vào cái bãi nước. Có cái vũng nước à, mẹ hóng con mẹ lại dẫm vào. Đứng ra đây để cho nó xa xa cái chỗ đây ra. Vàng mõm đen. Để xem móng chân xem nào. Màu móng tốt. Vàng mõm đen này thì móng cứ gọi là đen xì luôn. Trời. Đúng rồi, ngoan lắm. Đấy, cứ nói kiên nhẫn với chúng nó biết. Gái ra đây xem nào. Quay ra đây xem nào. Trời. Này được mấy cân là để tí cân thử nhá. Tí cân thử xem mấy cân nhá. Bà gái này mà nghịch như con giặc ấy. Như một con giặc luôn.